Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đón chờ phần trình diễn của 20 thí sinh. Thưa quý vị, như chúng tôi đã thông tin đến tất cả quý vị từ đầu giờ trước khi chương trình này được diễn ra, ngày hôm nay chương trình cũng sẽ được phát trực tiếp trên fanpage chương trình, đó là fanpage của đài truyền hình Trà Vinh. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị có thể giới thiệu để cho có thể nhiều người cùng xem và cùng cổ động cho tất cả ngày hôm nay có phần thi tốt nhất của mình. Và bây giờ, trước khi đến như những phần thi của thí sinh, cho phép chúng tôi xin được mời tất cả quý vị sẽ cùng giao lưu với thành viên ban giám khảo. Và ngày hôm nay, đồng hành cùng với chương trình là sự có mặt của nữ ca sĩ Cẩm Loan, nữ ca sĩ Quỳnh Như, nhạc sĩ Hà Sơn. Cùng với đó là một người bạn nữa mà chúng tôi xin được giấu tên. Ít phút nữa chúng tôi sẽ công bố đến tất cả quý vị. Và bây giờ, thưa quý vị, xin phép được mời tất cả quý vị cùng đến với phần giao lưu của nữ ca sĩ Cẩm Loan, người đã từng đoạt huy chương bạc cải lương chuyên nghiệp toàn quốc. Và sau đó thì cô lại rẽ sang dòng nhạc Bolero. Ngày hôm nay đã có rất nhiều thành công trên dòng nhạc này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Cẩm Loan, thưa quý vị. Cẩm Loan xin gửi đến ban tổ chức và các anh chị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và để mở đầu cuộc thi hôm nay, Cẩm Loan xin góp vui với tất cả mọi người một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương, ca khúc được mang tên Ngày Em Đi. Quên.
chị và các bạn có một đêm thi thành công tốt đẹp. Xin kính chào. Dân bầu lần nữa xin được mừng nữ sĩ Cẩm Loan, tiếng nhạc Ngày Em Đi, một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương, thưa quý vị. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng một lần nữa được chào đón sự có mặt của ca sĩ Quỳnh Như trên sân khấu. Và như chúng tôi đã giới thiệu, ngày hôm nay sẽ là một người bạn cùng với Quỳnh Như xuất hiện trên sân khấu này. Xin được giới thiệu đến tất cả quý vị nữ ca sĩ Thiên Vũ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng được lắng nghe liên khúc Con Đường Xưa Em Đi, tác giả Châu Kỳ và Hồ Đình Phương. Mời tất cả quý vị cùng thưởng thức. Quỳnh Như xin được chào thân thương đến tất cả quý vị đã có mặt tại cuộc thi ngày hôm nay. Thiên Vũ xin kính chào tất cả quý vị khán giả có mặt tại buổi tối ngày hôm nay. Sau đây thì Thiên Vũ và Quỳnh Như sẽ thể hiện một ca khúc trữ tình nhẹ nhàng, đó là liên khúc Con Đường Xưa Em Đi. Được bàn tay chính là
Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng đến với hai tiếng hát Quỳnh Như và Thiên Vũ. Và cho phép chúng tôi xin được thông tin thêm để tất cả quý vị có thể cùng được rõ hơn với nữ ca sĩ Quỳnh Như là quán quân solo cùng Bolero mùa 2016. Còn với Thiên Vũ, chúng ta được biết đến Á quân giọng hát Việt Nhí năm 2014 và là quán quân tuyệt đỉnh song ca mùa 2017. Một lần nữa xin một tràng vỗ tay thật lớn cho hai ca sĩ, thưa quý vị. Chương trình hội thi tiếng hát thanh niên cùng Bolero tỉnh Trà Vinh năm 2019 đang được diễn ra tại sân khấu Cà phê 1985. Và với chương trình này, chúng ta cũng có thể theo dõi trên fanpage đài truyền hình Trà Vinh. Và chúng tôi rất mong đón nhận những sự yêu thương của tất cả quý vị dành cho chương trình. Và bây giờ, không phải để cho tất cả quý vị phải chờ lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng đến với thí sinh đầu tiên ngày hôm nay. Xin được mời thí sinh Nguyễn Thị Kim Chương với nhạc phẩm dự thi Nỗi buồn mẹ tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Minh Vi, sẽ bắt đầu phần thi của mình, và thí sinh Cao Thị Cẩm Giang chuẩn bị. Thank you.
xin được chúc mừng cho thí sinh Nguyễn Thị Kim Trương là thí sinh đầu tiên trong đêm thi diễn ngày thứ hai ngày nay với ca khúc Nỗi Buồn Mẹ Tôi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến phần thi diễn của thí sinh Cao Thị Cẩm Giang đến từ thị xã Duyên Hải. Nhạc phẩm dự thi Cung Đàn Có Em, một sáng tác của nhạc sĩ Chế Thanh. Và thí sinh Võ Quỳnh Nhi, Đại học Trà Vinh chuẩn bị. Thank you.
Xin được cảm ơn thí sinh Cao Thị Cẩm Giang. Và tiếp theo xin được mời tất cả quý vị sẽ đến với nhạc phẩm mang tên Hạ Thương, một sáng tác của nhạc sĩ Hàn Châu và Thanh Phương, qua phần thể hiện của thí sinh Võ Quỳnh Nhi đến từ Đại học Trà Vinh và thí sinh Nguyễn Kính Hiếu đến từ Cầu Ngang. Chuẩn bị.
Xin chúc mừng thí sinh Võ Quỳnh Nhi đã hoàn thành xong phần thi của mình. Và tiếp sau đây xin được mời quý vị cùng đến với thí sinh Nguyễn Kính Hiếu đến từ Cầu Ngang. Bài hát dự thi Tình Ngăn Đôi Bờ, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Minh. Và thí sinh Trần Ngọc Cầu Ngang chuẩn bị. Chẳng còn đó mà người xưa.
Xin được cảm ơn thí sinh Nguyễn Kính Hiếu đã hoàn thành xong phần thi của mình. Và tiếp theo xin được mời tất cả quý vị cùng đến với nhạc phẩm dự thi Đoạn Buồn Trong Tôi, sáng tác nhạc sĩ Tú Nhi, với phần dự thi của thí sinh Trần Ngọc Tính đến từ Cầu Ngang và thí sinh Lâm Xuân Mỹ Trúc đến từ đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp chuẩn bị. Thank you.
cho nhân gian mượn tìm thương. Đừng hẹn hò và đừng gặp gỡ trong tôi, cho nhịp đàn ca thế thôi, cho nhân gian mượn tìm vui. Xin được cảm ơn và chúc mừng cho thí sinh Trần Ngọc Tính đã hoàn thành xong phần thi của mình. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với tiếng hát của thí sinh Lâm Xuân Mỹ Trúc đến từ đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp với nhạc phẩm dự thi Đoạn Tái Bút, một sáng tác của nhạc sĩ Tú Nhi và Bằng Giang. Thí sinh Trần Thị Thiền đến từ Cầu Ngang chuẩn bị. Tình ta cánh
Xin chúc mừng thí sinh Lan Xuân Mỹ Trúc đã hoàn thành xong phần dự thi của mình. Và tiếp ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với thí sinh Trần Thị Thiền đến từ Cầu Ngang. Nhạc phẩm dự thi mang tên Chiều Cuối Tuần, một sáng tác của nhạc sĩ Trúc Phương. Và thí sinh Kim Thị Thanh Xuân đến từ Trà Cú chuẩn bị. Được chúc mừng cho thí sinh Trần Thị Thiền đã hoàn thành xong phần dự thi của mình. Tiếp theo xin được mời thí sinh Kim Thị Thanh Xuân đến từ Trà Cú. Bài hát dự thi Người Đi Ngoài Phố, một sáng tác của nhạc sĩ Anh Việt Thu. Và thí sinh Nguyễn Thúy Quanh chuẩn bị.
mấy khi tình đầu kết thành duyên mới được, mấy khi tình đầu kết trọn mộng đau ai. Xin từ giã đường phố trong mưa, làm chim bay mỗi cánh, nước mắt đêm mà đưa thành phố cũ người yêu xưa. Còn đâu, còn đâu, giờ đây xin giã từ thành phố cũ người yêu xưa. Còn đâu, còn đâu, giờ đây xin giã từ thành phố cũ người yêu xưa. Còn đâu, còn đâu, giờ đây xin giã từ. Xin được cảm ơn thí sinh Kim Thị Thanh Xuân đã vừa hoàn thành xong phần thi của mình. Và tiếp theo xin được mời tất cả quý vị cùng đến với nhạc phẩm mang tên Nửa đêm ngoài phố, tác giả Trúc Phương. Với nhạc phẩm này, mời tất cả quý vị cùng đến với phần dự thi của thí sinh Nguyễn Thúy Quanh đến từ Trà Cú. Vào hồn không tên thương dân nửa đêm như chuyện xưa vào đời. Đường phố vắng đêm nào quen một người mà yêu thương chốn trao nhau trọn lời. Để rồi làm sao quên thank you.
nặng tâm tình này, gửi giúp đến cô nhân mua nụ cười và xin ghi kỷ niệm một đêm thôi. Gửi giúp đến cô nhân mua nụ cười và xin ghi kỷ niệm một đêm thôi và xin ghi kỷ niệm một đêm thôi. Thưa quý khán giả thân mến, Thanh niên cùng Bolero là hội thi lần đầu tiên do tỉnh đoàn tỉnh Trà Vinh tổ chức. Và chương trình được ghi hình phát trực tiếp trên fanpage của Đài truyền hình Trà Vinh với mục đích là tôn vinh giá trị của dòng nhạc Bolero cũng như tạo một sân chơi trong đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, thanh niên công nhân có niềm đam mê với âm nhạc và năng khiếu của mình, đặc biệt là với dòng nhạc Bolero. Vòng bán kết hội thi được diễn ra trong 3 đêm, đó là ngày 28 đến ngày 30 tháng 8 tại sân khấu Cà Phê 1985. Đến tham gia cổ vũ chương trình, tất cả mọi người chúng ta có thể giao lưu cùng với ca sĩ Cẩm Loan, ca sĩ Quỳnh Như và nhạc sĩ Hà Sơn cũng như là ca sĩ Thiên Vũ. Thưa quý vị, và ngày hôm nay một lần nữa chúng tôi sẽ cùng với tất cả quý vị giao lưu với những vị khách mời đặc biệt ngày hôm nay. Thưa quý vị, và chuyện tình của mùa thu trong mưa là những cơn mưa từ thời thơ bé đến những ngày mơ mộng. Ước gì mưa cứ lất phất hoài để ai đó nép vào sau lưng mình từ phía sau xe. Hay với chuyện tình ba mùa mưa là câu chuyện của tuổi yêu đương khi chưa có gì trong tay, dù rất yêu bạn gái của mình khi ấy, nhưng chàng trai đành phải để người yêu đi lấy chồng. Và còn nhiều hơn thế, những ca khúc về mưa của rất nhiều những nhạc sĩ trong trữ tình Bolero, phải không ạ? Và ngày hôm nay, nếu như, giá như ngay bây giờ, chúng ta sẽ được nghe một ca khúc về mưa. Và bây giờ, chúng tôi sẽ mời một trong ba ca sĩ của chúng ta ngày hôm nay bước lên sân khấu để cùng dành tặng cho quý vị một món quà mà ngoài trời cũng đang mưa. Chúng tôi rất hy vọng một nữ ca sĩ sẽ bước lên sân khấu với nhạc phẩm về mưa của mình. Và bây giờ xin được mời nữ ca sĩ Quỳnh Như. Một tràng pháo tay thật lớn thưa quý vị. Có thể đây là một điều kiện khó với thành viên ban giám khảo trong chương trình, nhưng không sao cả. Ngày hôm nay với sự nồng nhiệt của tất cả quý vị đang hướng về cho chương trình cũng như tất cả những tình cảm của quý vị đang theo dõi trên fanpage Đài truyền hình Trà Vinh, chúng tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ có một nhạc phẩm trữ tình Bolero về mưa. Và bây giờ chúng ta hãy cùng một lần nữa dành một tràng pháo tay thật. Vâng, và để quay lại với chương trình thì Quỳnh Như sẽ góp vui đến tất cả quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng, ca khúc được mang tên Hai Mùa Mưa. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
tôi vắng anh vì đời trai con đi giữ quê hương cho chúng mình. Nhiều khi chưa sáng nghe lòng thao thức canh thâu đường ta nhỏ bé mình đời mong đã bao lâu tiếng còi đêm lướt mau được. Cảm ơn tiếng hát của nữ ca sĩ Quỳnh Như rất nhiều, thưa quý vị. Và tiếp theo, cho phép chúng tôi cũng xin được mời tất cả quý vị tiếp tục giao lưu với một nữ ca sĩ nữa, thưa quý vị. Và nữ ca sĩ này đã giành quán quân Tuyệt đỉnh song ca mùa 2017. Chắc có lẽ quý vị cũng đã đón biết được tên của nữ ca sĩ này rồi, phải không ạ? Và bây giờ, xin được mời nữ ca sĩ Thiên Vũ sẽ bước lên sân khấu để cùng dành tặng đến cho tất cả quý khán giả ngày hôm nay một nhạc phẩm yêu thích của mình sau đây, thưa quý vị. Thiên Vũ xin kính chào tất cả quý vị khán giả. Hôm nay thì Thiên Vũ xin gửi tặng cho quý vị khán giả một ca khúc trữ tình nhẹ nhàng, đó là ca khúc Chuyến tàu hoàng hôn. Chiều nào tiễn nhau đi.
đôi chân thời gian ngừng trôi cho giây phút chân ly này kéo dài trước khi phân kỳ ước sao cho tàu đừng đi sẽ lăn trong đêm cuốn xa rồi biết đâu tìm mưa thu bay bay sắt sẽ lòng ướt vai mềm hôm dần tâm tư cô đơn trách con tàu nỡ sao đây đêm yêu thương đi đến nơi nào cách đôi tình được bao nhịp nối tình trong nghìn mối trông theo một bông ta dương Vâng, xin được cảm ơn nữ ca sĩ Thiên Vũ rất nhiều. Và có thể mời nữ ca sĩ Thiên Vũ ở lại sân khấu trong ít phút được không ạ? Xin được mời em có thể cùng nén lại với tất cả quý khán giả đang có mặt ở đây. Thưa quý vị, và được biết Thiên Vũ đến với con đường âm nhạc bằng rất nhiều những niềm đam mê của mình. Và Thiên Vũ đã nhiều lần chinh phục được các ban giám khảo trong The Voice mùa 2014, rồi sau đó là tuyệt đỉnh song ca của mùa 2017. Ngày hôm nay, Thiên Vũ đến với Trà Vinh trong hội thi thanh niên cùng Bolero với vai trò là một vị khách mời đặc biệt. Giờ đây, chúng tôi rất mong
Thiên Vũ sẽ chia sẻ một ít kinh nghiệm cũng như là một lời chúc dành cho các thí sinh để các thí sinh có thể tự tin và giành chiến thắng cho mình trong đêm bán kết cũng như đến với những ngày chung kết sắp tới. Và bây giờ xin được mời Thiên Vũ với những chia sẻ của mình dành cho các thí sinh. Xin được mời Thiên Vũ. Thiên Vũ thì xin chúc tất cả các thí sinh thi thật tốt, hát thật hay. Coi như là chúng ta chỉ thử sức thôi, nên là chúng ta đừng có đặt tâm lý nặng quá về các vấn đề là giám khảo ngồi đây. Nên là chúng ta cứ thoải mái mà cố gắng mà thi, thể hiện phần thi của mình thật là tốt. Đừng có đặt nặng tâm lý của mình quá thì cái bài hát của mình sẽ không có được ngọt. Rồi không, mình khi mà mình đặt tâm lý á, sẽ cảm giác như là nó đang căng thẳng. Nên là các bạn thí sinh hãy cứ tự nhiên như là mình đang hát cho gia đình mình nghe hoặc là cho các bạn bè mình nghe thôi. Nên là Thiên Vũ xin chúc tất cả các bạn thí sinh có một phần thi thật là tốt, hát thật hay. Dạ, Thiên Vũ xin cảm ơn. Một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ kinh nghiệm từ phía ca sĩ Thiên Vũ. Và bây giờ xin được mời Thiên Vũ cùng quay trở lại vị trí chỗ ngồi để cùng đón theo dõi tiếp theo những phần dự thi của các thí sinh trong đêm bán kết ngày hôm nay. Và thưa quý vị, cho phép chúng tôi một lần nữa xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của tất cả quý vị dành cho chương trình ngày hôm nay. Và ngay sau đây, cho phép chúng tôi tiếp tục giới thiệu đến tất cả quý vị tiếng hát của nữ ca sĩ Cẩm Loan sẽ cùng một lần nữa đến với tất cả quý vị trong một nhạc phẩm sau đây. Xin được một tràng vỗ tay thật lớn. Và để trở lại với chương trình thì Cẩm Loan xin gửi đến tất cả mọi người một sáng tác của nhạc sĩ Hoài An, ca khúc được mang tên Tấm Ảnh Không Hồn.
trọn mỗi giờ đeo thêm hình ảnh người tôi cho yêu quá nhiều vài lần muốn hủy tâm hình mà có được đâu vì tình người khắc đậm sâu quên thật khó người yêu lúc đầu vì tình người khắc đậm sâu quên thật khó người yêu lúc đầu vì tình người khắc đậm sâu quên thật khó Dạ, thưa quý vị, chúng ta vừa được thưởng thức giọng hát rất ngọt ngào của nữ ca sĩ Cẩm Loan. Và với nữ ca sĩ Cẩm Loan thì đã từng đoạt huy chương bạc tài năng trẻ cải lương toàn quốc năm 2017. Thế nhưng sau đó thì Cẩm Loan lại bén duyên và chuyển sang hát nhạc bolero. Và giờ đây thì tên tuổi của Cẩm Loan đã không còn xa lạ với rất nhiều người yêu âm nhạc bolero nữa. Và một lần nữa chúng tôi vinh dự và ngày hôm nay được sự có mặt của nữ ca sĩ Cẩm Loan trong thành phần ban giám khảo. Và thưa quý vị, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các phần thi của các thí sinh trong đêm bán kết thứ hai ngày hôm nay. Tiếp theo phần dự thi ngày hôm nay, xin được mời tất cả quý vị cùng đến với phần dự thi của thí sinh Nguyễn Thị Thùy Dương đến từ trường Đại học Trà Vinh, nhạc phẩm dự thi mang tên Tình Đời. Và bài hát này là một sáng tác của nhạc sĩ Minh Kỳ và Vũ Trương. Và thí sinh Nhâm Hoàng Anh đến từ thị xã Duyên Hải, chuẩn bị. Đêm đêm phòng trà dâng hát cho người đời, bỏ tiếng búa vui hỏi rằng anh ơi còn yêu em nữa không? Đừng nói nữa anh ơi, xin đừng nói nữa làm gì? Em nghĩ rằng đời người ca sĩ đáng thương và đáng được yêu. Tình yêu em sợ. Chốt mang duyên kiếp cầm cả.
Xin được chúc mừng cho phần dự thi của thí sinh Nguyễn Thị Thùy Dương đến từ Đại học Trà Vinh với nhạc phẩm Tình Đời, một sáng tác của nhạc sĩ Minh Kỳ và Vũ Chương. Thưa quý vị, và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với thí sinh Nhâm Hoàng Anh đến từ thị xã Duyên Hải. Bài hát dự thi Đừng Nhắc Chuyện Lòng, tác giả Đài Phương Trang, và thí sinh Mai Thị Thúy Ngân chuẩn bị. Thank you.
Thưa quý vị, và chúng tôi xin phép được nhắc lại với các thí sinh trong đêm thi ngày 30 tháng 8 năm 2019. Thời gian đợi các bạn tập dượt với ban nhạc là vào lúc 13 giờ và thời gian thi diễn sẽ là 18 giờ. Chúng tôi rất mong tất cả các thí sinh đến với thời gian quy định của ban tổ chức. Xin được cảm ơn. Một lần nữa xin được nhắc lại với các thí sinh đang tham dự ngày hôm nay. Chúng ta đang ở ngày thứ 2 và đối với các thí sinh ở ngày thi thứ 3, ngày 30 tháng 8 năm 2019, các bạn sẽ tập dượt với ban nhạc vào lúc 1 giờ và các bạn sẽ thi diễn vào lúc 6 giờ cũng tại sân khấu Cà Phê 1985. Cho phép chúng tôi xin được thông báo đến các bạn thí sinh vào ngày 30 tháng 8. Xin cảm ơn. Chúng ta sẽ quay trở lại với phần thi diễn của các thí sinh ngày hôm nay, thưa quý vị. Tiếp theo xin được mời tất cả quý vị cùng đến với thí sinh Mai Thị Thúy Ngân đến từ Cầu Kè. Bài hát dự thi Chuyến Xe Lam Chiều, một sáng tác của nhạc sĩ Vinh Sử, và thí sinh Nguyễn Minh Trí đến khối cơ quan và doanh nghiệp chuẩn bị. Đơn nói niềm chua cay.
Được chúc mừng cho thí sinh Mai Thị Thúy Ngân với nhạc phẩm dự thi vừa rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thí sinh Nguyễn Minh Trí đến từ đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp. Bài hát dự thi Hoa Trinh Nữ, tác giả Trần Thiện Thanh và thí sinh Đặng Đăng Khoa chuẩn bị. Chúng ta xưa
xa. Chúc mừng cho thí sinh Nguyễn Minh Trí. Và tiếp theo xin được mời tất cả quý vị đến với phần dự thi của thí sinh Đặng Đăng Khoa đến từ đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp. Ca khúc dự thi Giọt Lệ Đài Trang, sáng tác Châu Kỳ, và thí sinh Nguyễn Vũ Linh đến từ Cầu Ngang chuẩn bị.
Rồi một hôm tôi gặp nàng đem tiếng hát cung đàn với tình yêu lành lang. Những Hà Nội quá bé bàng, bao tiếng hát cung đàn người chẳng màng còn trẻ trang. Nhìn đời thấy lắm phù phàng, mượn tiếng hát cung đàn gửi nhìn đào xi vàng. Hay đâu bao sông tố lan tràn, lệnh gác tia huy hoàng diêu đổ theo nước mắt nàng. Còn đâu đâu lá ngọc cành vàng, còn đâu đâu quyền quý cao sang. Em chính em ngày xưa đó, đến bây giờ phiêu bạt giữa nhân gian. Còn tôi vẫn mến nhạc yêu đàn, đời tôi vẫn nghệ sĩ lang thang. Rồi em khóc, tôi thoáng buồn. Và tiếp theo mời tất cả quý vị cùng đến với thí sinh Nguyễn Vũ Linh đến từ Cầu Ngang. Nhạc phẩm dự thi Tình Xưa, một sáng tác của nhạc sĩ Đình Văn. Và thí sinh Nguyễn Vũ Đông đến từ Cầu Ngang chuẩn bị. Dòng sông bên thủ con đò.
chợt mộng trắng sao có nào ngờ đâu đời hồ tan dòng nước trôi qua câu giờ nơi xứ là quê người ai giao đàn mỗi lúc nghe ca khoảng cách đôi ta ngày xưa chỉ một con đường mà nỗi nhớ ai ơi dài vô tận như biển xanh có bao giờ hết mặn như trái tim này anh xin tặng riêng em cách biệt ngàn dặm xa chiều nay nghe khúc dân ca lòng em có chần buồn chuyện tình đôi ta gửi trọn bài ca để tình quê còn mãi không phai cho dòng sông bên cũ con đò vương trời nào còn nhớ tình quê còn mãi không phai nhò dòng sông bên cũ con đò vươn trời nào còn nhớ không xin được chúc mừng cho thí sinh Nguyễn Vũ Linh đã hoàn thành xong phần thi của mình. Và tiếp theo xin được mời tất cả quý vị đến với thí sinh Nguyễn Vũ Đông đến từ Cầu Ngang. Nhạc phẩm dự thi Đoạn Tuyệt, sáng tác Thái Thịnh và thí sinh Thân Trọng Cầu đến từ Duyên Hải chuẩn bị. Phương hướng trong đời
thương cho nhau đẹp trong phút giây ban đầu. Tưởng là bên lâu ai ngờ đâu đoạn cuối thương đau. Qua bao tháng ngày bơ vơ chốn này, em vui với ai rồi mà tôi đâu có hay. Oan khiên cho tôi là khi đã trao em rồi, cả cuộc đời tôi bây giờ đây đổi lấy. Chẳng hề nghĩa lý vì đâu có thương yêu gì. Người đi qua rồi, người đã quên tôi, bỏ tôi đứng lại lầm lạc phương hướng trong đời. Người đi qua rồi, người đã quên tôi, bỏ tôi đứng lại lầm lạc phương hướng trong đời. Người đi qua rồi, người đã quên tôi, bỏ tôi đứng lại lầm lạc phương hướng trong đời. Xin chúc mừng thí sinh Nguyễn Vũ Đông đã hoàn thành xong phần thi của mình. Và tiếp theo xin được mời tất cả quý vị đến với nhạc phẩm Bao giờ em quên, tác giả Duy Khánh. Và với nhạc phẩm này, mời tất cả quý vị cùng đến với phần dự thi của thí sinh Thân Trọng Cầu đến từ Duyên Hải và thí sinh Thạch Thị Tuyết Nhị đến từ Duyên Hải chuẩn bị. Alo. Thank you.
Xin được chúc mừng cho thí sinh Thân Trọng Cầu. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thể hiện của thí sinh Thạch Thị Tuyết Nhị đến từ Duyên Hải. Bài hát dự thi Không Bao Giờ Quên Anh, tác giả Hoàng Trang. Thí sinh Hà Kim Hằng chuẩn bị. Thank you.
Xin được chúc mừng cho thí sinh Thạch Thị Tuyết Nhị. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thí sinh tiếp theo, thí sinh Hà Kim Hằng đến từ Đại học Trà Vinh. Nhạc phẩm dự thi Thương Về Miền Trung, tác giả Châu Kỳ. Và mời thí sinh Nguyễn Chí Công chuẩn bị. Chọn năm tháng xóm mơ thương nhớ, đêm nào trăng thề đã vang ước hẹn đẹp lòng người. Thank you.
xin được chúc mừng cho thí sinh Hà Kim Hằng và xin được mời thí sinh Nguyễn Chí Công. Kính thưa quý khán giả thân mến, và hội thi tiếng hát thanh niên cùng Bolero đang diễn ra vòng bán kết từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 8 và chúng ta đang ở trong đêm thứ hai. Ngày mai vào lúc 18 giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu trong đêm thứ ba và chúng tôi xin được hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn sẽ cùng đến đây và theo dõi đêm thi thứ ba vào lúc 18 giờ ngày mai. Còn bây giờ cho phép chúng tôi xin được thông báo đến các thí sinh sẽ thi vào ngày 30 tháng 8. Chúng ta sẽ cùng tập dượt với ban nhạc vào lúc 12 giờ trưa ngày mai. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn vào lúc 18 giờ ngày mai cũng tại sân khấu này. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.